Hello các anh chị và các bạn. Hôm trước chúng ta thử dùng cái viên đá xanh này mài dao thì thấy dao nó rất là ăn thép. Mỗi bên mặt dao chúng ta chỉ mài từ 3 tới 5 đường thì nó đã ăn thép rất tốt. Tuy nhiên thì khi mua đá thì nhà sản xuất người ta không ghi cái độ mịn của các cái loại đá này. Thành ra mình mua 3 viên, viên màu xanh, viên màu cam với viên màu trắng nữa. Nhưng không biết là cái độ mịn của các loại đá thế nào. Đối với viên đá xanh này thì chúng ta khẳng định là nó ăn thép rất là tốt các bạn. Nhất là lần trước thì chúng ta mài dao thép trắng tức là inox á, thì nó ăn rất là tốt. Hôm nay chúng ta thử dùng cái viên cam để mài những con dao thép đen lớn. Mấy con dao chặt xương này, mấy con dao này mài tay nặng nề khó mài lắm. Đó thì chúng ta thử mài bằng cái viên đá mài này coi nó có ăn thép không. Con dao có nhanh bén không. Đây, chúng ta làm các bạn. Các bạn hỏi cái cốt này nè. Cái cốt này bao nhiêu ly? Thì mình đo mình thấy nó 10 ly á các bạn. 10 ly. Đây, vừa với lỗ đá. Vừa với lỗ đá. Tuy nhiên thì lần trước cũng có một cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi là do cái đá này nó ăn thép rất mạnh cho nên để lại cái bay dớ rất lớn. Thành ra khi mà mài xong bằng máy á, chúng ta cần dùng một cái viên gạch để liếc dao cho nó nhuyễn bay dớ lại. Nhưng mà sẵn hôm nay khi chúng ta dùng máy khoan thì cái phần máy khoan nó có bộ phận này là chúng ta tận dụng luôn. Chúng ta tận dụng luôn, chúng ta sẽ gắn lên đây miếng giấy nhám thật là mịn để sau khi mài đá xong thì chúng ta khử bay dớ ở trên này luôn. Chúng ta bắt đầu các bạn. Đây là băng keo hai mặt, chúng ta dán xung quanh cái trục máy khoan. Phủ băng keo hai mặt lên cái trục máy khoan rồi sau đó thì chúng ta dán lên một cái miếng rồi sau đó chúng ta cắt một cái khoanh giấy nhám gắn lên đây các bạn. Đây giấy nhám này mình chọn giấy nhám 320 thôi. Rồi gắn lên đây, lát nữa chúng ta dùng cái giấy nhám này chúng ta mài khử cái bay dớ da cho con dao. Đấy. Còn gắn giấy nhám vậy là xong. Tiếp theo chúng ta gắn đá mài vào thôi. Rồi, chúng ta mài con dao lớn này trước các bạn. Thử dao trước ha. Dao nhà mình thì bà xã xài nhiều lắm và nó rất nhanh cuồng, rất là nhanh lục. Con này thì dùng chặt dừa, chặt xương tối ngày, mài bén xong là một hai hôm là thấy cuồng lục. Đây, chúng ta thử dùng đá này và mài con dao này vài đường xem sao. Mài từ trên lưng dao xuống lưỡi nha các bạn. Rồi bắt đầu. Rồi
Đây là kết quả 4 đường mài các bạn. Mới có 4 đường thôi mà nó ăn rất là tốt. Ồ, bà dớ lên nhẹ bên này hết rồi. Bà dớ lên bên này tương đối rồi. Bốn đường mài. Rồi tiếp theo thì chúng ta lật dao lại và cũng mài như vậy khoảng 4-5 đường mài nữa. Ăn thép rất là tốt luôn các bạn. Đúng 4 đường mài à. Rồi, ăn rất là tốt, rất là nhẹ nhàng. Đây. Như vậy là cơ bản chúng ta lấy mép xong. Cái này cũng giống như là cái giai đoạn mà mài bằng cái đá thô 220 á. Cũng giống như mài đá chợ mà mài đá thô á. Thì bây giờ chúng ta phải mài mịn lại thì con dao nó mới bén được. Còn mài như vậy là chặt xương được rồi nè, nhưng cần phải mài mịn lại chút xíu nữa thì con dao mới sử dụng nó mới tốt. Và đây chúng ta dùng dây nhám này các bạn. Dây nhám chúng ta gắn lên cái trục này nè. Dây nhám thì rất là mảnh, chúng ta sẽ là chạy nhẹ để khử cái ba dớ trên cây dao cho nó thật là sạch, thật là mịn. Thì nhám này giá nhám 320 cũng tương tự như là cái mặt mịn của viên đá mài ở chợ các bạn. Chúng ta rà nhẹ thì cũng cỡ 3 đường thôi là nó mịn nè. Rồi bên đây thì nó lên lại nhẹ bên đây. Chúng ta rà nhẹ bên đây là chút xíu nữa, một bên 2-3 đường nữa. Tương đối hết rồi các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta mượn viên gạch liếc nhẹ cho nó thật mịn cái ba dớ. Tiếp theo chúng ta mài thêm con dao yến này các bạn. Cũng rất nhanh thôi, chắc chỉ vài đường là nó sáng. Nên dao rất là cũ, rất lục rồi.
Chúng ta thử cái chế các bạn. Đây, rất bén nha các bạn. Cắt bịch ni lông. Bé. Rồi, dao lớn.
Đây. Đối với dao gia đình thì vậy là rất sắc bén rồi các bạn. Chặt xương đồ này kia là ngon lành rồi. Đây, video hôm nay đến đây kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video lý thú xin hãy dành cho kênh một nút like và một nút đăng ký. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào. Dùng cái viên đá gốm này gắn vào cái bồn máy khoan thì có thể dễ dàng mài dao kéo rất là sắc bén các bạn. Chúng ta dùng dao mài một bên chỉ vài đường thôi, khoảng 4-5 đường thôi. Sau đó thì mài nhẹ lại trên cái miếng giấy nhám này, giấy nhám mịn để khử cho sạch ba vớ. Sau đó nếu ba vớ chưa thật sạch thì chúng ta có thể liếc nhẹ trên đó mài, hoặc là liếc nhẹ trên viên gạch để đảm bảo cho nó sạch ba vớ. Khi con dao đã mài sạch ba vớ rồi thì chúng ta cắt giấy, nó sẽ rất là bén ngọt các bạn, rất là bén.